trio Nanosen Hồ Nhân, người anh em nương tựa của Hiền Hồ là ai? Hai hôm nay, mạng xã hội được phen náo loạn trước loạt biến ngoài giờ hành chính của một nữ ca sĩ V-Biz và cái tên được dân tình réo gọi chính là Hiền Hồ. Tối ngày 20 tháng 3, nữ ca sĩ tiếp tục trở thành tâm điểm khắp các diễn đàn showbiz vì loạt ảnh ôm ấp với một người đàn ông U60 bất ngờ rò rỉ. Nhìn nữ ca sĩ được nửa kia tháp tùng đến sân golf hay cùng nhau đón Tết vui vẻ khiến dân tình càng có cơ sở tin rằng mối quan hệ của cả hai vô cùng đặc biệt. Thế nên, ai nấy đều tò mò về danh tính của người đàn ông này. Theo đó, người đàn ông lớn tuổi xuất hiện bên Hiền Hồ là ông Hồ Nhân, tổng giám đốc công ty cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen. Ông Hồ Nhân không chỉ nổi tiếng là doanh nhân có khối tài sản cách xù, mà vợ của ông cũng có gia thế cực khủng. Vợ của ông Hồ Nhân là bà Hồng Vân, xuất thân từ gia đình tài phiệt, là con gái của người sáng lập tập đoàn Sơn Kim Group. Bà cũng là cổ đông lớn trong công ty của chồng. Nói về mối quan hệ với Hiền Hồ, ông Hồ Nhân chia sẻ với Zing, cho biết cả hai chỉ là anh em nương tựa. Ông Hồ Nhân được nhiều người biết đến khi nghiên cứu Nanocovax, loại vaccine ngừa COVID-19 vẫn đang được thử nghiệm ở Việt Nam. Doanh nhân Hồ Nhân sinh năm 1966, là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen. Ông Hồ Nhân được nhiều người biết đến khi nghiên cứu Nanocovax, loại vaccine ngừa COVID-19 vẫn đang được thử nghiệm ở Việt Nam. Tuy nhiên gần đây, ông Nhân không còn tham gia điều hành dự án này. Còn Nanocovax chưa thể xuất xưởng vào cuối năm 2021 như dự kiến trước đó. Ông Hồ Nhân lớn lên tại New York, Mỹ, lấy bằng tiến sĩ công nghệ sinh học tại Đại học Arizona và ấp ủ ước mơ lập công ty công nghệ sinh học của riêng mình. Ông đi làm thuê để dành dụm tiền, sau đó cùng người bạn học mở công ty chuyên làm về dịch vụ nghiên cứu và phân tích thuê cho các công ty dược, hóa chất. Từng chia sẻ với Forbes, ông Hồ Nhân cho biết bản thân ông có 20 năm nghiên cứu công nghệ sinh học ở nước ngoài trước khi về nước, lập công ty sản xuất thuốc sinh học trị liệu. Tuy nhiên với đam mê và tài năng đối với việc nghiên cứu dược lý, dược học và công nghệ sản xuất thuốc, tiến sĩ Hồ Nhân đã quyết định về Việt Nam sinh sống và làm việc từ năm 2006. Sau một thời gian về quê hương, ông Hồ Nhân mở một phòng thí nghiệm nhỏ tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó chuyển cơ sở đến khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Từ nghiên cứu cơ bản, đầu tư nhỏ, đến sản phẩm thử nghiệm lâm sàng, đến đầu tư sản xuất lớn, ông từng bước đầu tư lợi nhuận vào nghiên cứu. Không chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ sinh học, ông Hồ Nhân cũng từng là thành viên hội đồng quản trị công ty chứng khoán Vina Securities giai đoạn tháng 4 năm 2013 đến tháng 9 năm 2017. Từng có kinh nghiệm trong các thương vụ mua bán sáp nhập trong lĩnh vực dược, bệnh viện, thiết bị y tế tại Mỹ và Hồng Kông, Trung Quốc. Ông Nhân từng dẫn đầu một nhóm định giá các cổ phiếu đầu tư tư nhân vào ngành y của một quỹ tại Hồng Kông có số vốn trị giá hàng tỷ đô la Mỹ. Về Nanogen, doanh nghiệp này đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu. Người đại diện pháp luật và cũng là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc của Nanogen là ông Hồ Nhân. Ban đầu thành lập Nanogen có vốn điều lệ là 200 tỷ đồng, đều là nguồn vốn tư nhân. Cổ đông sáng lập là ông Hồ Nhân, góp 140 tỷ đồng, nắm giữ 70% cổ phần công ty. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, vợ của ông Nhân góp 50 tỷ đồng, giữ 25% cổ phần. Và ông Hồ Vũ Thành góp 10 tỷ đồng, sở hữu 5% cổ phần công ty. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân cũng là giám đốc của Nanogen. Sau nhiều lần thay đổi, hiện tại vốn điều lệ của Nanogen đã tăng 2,6 lần so với thời điểm thành lập, lên 715 tỷ đồng. Trong đó, cổ đông nước ngoài đang nắm giữ hơn 22,7% vốn. Một số cổ đông nước ngoài đáng chú ý là quỹ Stick Private Equity Fund 3 Islands nắm 7,7% cổ phần, công ty sinh học Next Science Co. Hàn Quốc sở hữu 10,5%. Tổng tài sản Nanogen, công ty mẹ, tăng rất nhanh trong giai đoạn 2016-2020 khi nhảy vọt từ mức 504,3 tỷ đồng năm 2016 lên 1.403 tỷ đồng tính đến cuối năm 2020. Vốn điều lệ tăng gấp gần 5 lần từ 223,4 tỷ đồng lên 1.085 tỷ đồng cho cùng giai đoạn. Đi kèm với sự tăng trưởng của quy mô tài sản, doanh thu hàng năm doanh nghiệp đưa về tương đối ổn định khi quanh quẩn mức 200 tỷ đồng một năm. Cụ thể, năm 2016, Nanogen đưa về 187,8 tỷ đồng doanh thu, giảm về 163,2 tỷ đồng năm 2017, 178,9 tỷ đồng năm 2018, 190,8 tỷ đồng năm 2019 và đạt đỉnh giai đoạn với 204,7 tỷ đồng năm 2020.
Tuy nhiên lợi nhuận doanh nghiệp thu được lại khá khiêm tốn so với quy mô doanh thu và tài sản. Thậm chí năm 2019, Nanogen còn báo lỗ 26,5 tỷ đồng trước khi có lãi trở lại với chỉ hơn 1 tỷ đồng trong năm 2020. Ngoài ra ông Nhân còn được biết đến là con rể của doanh nhân Nguyễn Thị Sơn, nhà sáng lập Sơn Kim Group. Anh em nương tựa và bốn yếu tố khiến Hiền Hồ không còn đường lui. Những ồn ào rồi sẽ qua đi, chỉ có tai tiếng là tồn tại mãi mãi. Từ đây về sau, nhắc đến Hiền Hồ, người ta sẽ nhớ ngay đến scandal trà xanh. Scandal trà xanh khiến sự nghiệp ca hát của Hiền Hồ bị ảnh hưởng rất lớn, thậm chí chuyện bị tẩy chay cũng có thể không tránh được. Từ nay, ý nghĩa của cụm từ anh em nương tựa sẽ được nâng lên tầm cao mới, nhưng hình ảnh của một cô gái ngây thơ lại bị hạ thấp đi nhiều phần. 1. Vô tình động tới nhiều cái tên nổi tiếng. Theo truyền thống chung trên toàn thế giới, showbiz Việt cũng lắm thị phi. Có một vài chuyện, những người trong cuộc sẽ chọn cách im lặng, sau một vài chuyện khác họ lại chẳng thể nào cho qua. Khi scandal lần này của Hiền Hồ nổ ra, nguồn tin chẳng tiết lộ tên ai, chỉ điểm qua một vài đặc điểm cho dân mạng dự đoán. Quả không ngoài tính toán, những gì úp mở thường vô cùng hấp dẫn và mò mẫm thì chẳng thể nào đúng ngay từ đầu. Thế nên, hàng loạt cái tên như Cường Đô La, Đàm Thu Trang, Hoa Minzy và thiếu gia Minh Hải lập tức bị lôi vào mớ bòng bong. Và họ ngay lập tức lên tiếng để rút chân ra khỏi những hồ nghi của dư luận. Sự tự vẽ này là chính đáng nhưng lại vô tình khiến scandal bùng nổ mạnh mẽ hơn. Những người tối ngày 19 tháng 3 vì trót đi ngủ sớm không hít được drama thì ngày hôm sau cũng bắt đầu mọc ra hàng vạn câu hỏi trong đầu như ai, như thế nào, sự thật ra sao. Tất nhiên, càng nhiều người thì scandal càng rôm rã. Càng rôm rã thì người trong cuộc lại càng phải nghe nhiều nhận xét không hay, thậm chí có cả bị đặt. Có người còn rảnh rỗi đến mức hít drama đầy phổi còn chưa đủ. Để tăng thêm phần kịch tính, họ còn truyền tay nhau một vài tấm ảnh chỉnh sửa ngang ngược về cuộc hội thoại giữa hai người mà ai cũng biết là ai để tăng thêm phần ly kỳ gây cấn. 2. Khoe khoang quá đà. Không chỉ Hiền Hồ mà rất nhiều nghệ sĩ khác coi việc khoe nhà cửa, tiền nong, quan hệ như một thú vui thời thượng. Nhà to, xe đẹp, hàng hiệu khiến người ta có cảm giác trên cơ, đẳng cấp hơn số còn lại. Lật lại những hình ảnh trước đó của Hiền Hồ, dân mạng càng thêm tin tưởng vào việc cô đang có đại gia để nương tựa, khi mà sự nghiệp ca hát chẳng mấy đi lên, nhưng tiền bạc, vật chất và đời sống tinh thần của người đẹp cứ như diều gặp gió. Đương nhiên, sự tường tận đó chẳng thể nào có được nếu như giọng ca Đắk Lắk chọn lối sống kín đáo hơn, thay vì đăng ảnh suốt ngày có mặt ở sân golf, mua siêu xe 13 tỷ hay thể hiện lộ liễu mình là một tay chơi hàng hiệu. Vẫn biết nghề đi hát luôn mang lại thu nhập đáng mơ ước, nhưng 5 năm đi hát với tổng số ca khúc vẫn có thể đếm được dễ dàng. Bấy nhiêu đó có phải là quá nhiều? 3. Lập tức đóng cửa trang cá nhân. Người ta hay nói có tật thì giật mình. Không biết lúc đọc được scandal, Hiền Hồ đã kịp giật mình hay chưa? Chỉ biết cô đã kịp đóng ngay trang cá nhân để cư dân mạng không có cơ hội vào xăm soi hay để lại bất cứ bình luận bất lợi nào. Nhưng được cái này lại mất cái kia. Hành động quyết liệt của Hiền Hồ lại khiến số đông thêm phần chắc mẩm. Chắc chắn có vấn đề. Bởi theo suy nghĩ thông thường, nếu scandal không có thật, tại sao nữ ca sĩ lại chọn cách im thinh thích và làm mất tâm? Chưa kể, từ trước đến nay, khi đứng trước những lùm xùm về mặt tình cảm, đa phần Hiền Hồ đều chọn cách thẳng mặt. Có khi, cô còn phủ phàng với rapper P-Ray, một người có hàng trăm ngàn lượt theo dõi, nhưng chỉ chọn theo dõi duy nhất mỗi Hiền Hồ như một cách thổ lộ tình cảm, đến mức khiến anh chạnh lòng và buông bỏ ngay sau đó. Rồi đây, Hiền Hồ sẽ chọn im lặng hay lên tiếng khi scandal hạ nhiệt. Dù là lựa chọn nào đi nữa thì e rằng cũng quá muộn, bởi quả bóng dư luận đã bị thổi tới đỉnh điểm. Không ít người trước đây vẫn yêu mến cái sự ngây ngô ra mặt của Hiền Hồ, đã người thương cũng hóa người dân với cô rồi. 4. Bị tố là trà xanh. Trong nhiều cái sai của các người đẹp hoạt động trong làng giải trí, bị tố là trà xanh có thể xem là nặng nề nhất. Chả vì thế mà trước đây, khi một nữ nghệ sĩ bản lĩnh hạng A vướng phải lùm xùm này, cô phải chọn cách rút lui để bảo vệ danh tiếng, dù người đàn ông bên cạnh lúc đó đã lên tiếng bênh vực hết mực. Theo đà, bất cứ nữ nghệ sĩ nào dính lùm xùm là người thứ ba xen vào gia đình của một ai đó đều phải chịu sự trừng phạt ghê gớm đến từ số đông khó tính. May mắn cho Hiền Hồ là người đàn ông cùng họ, người được cho là bạn trai, người chống lưng về vật chất cho người đẹp, đã lên tiếng đính chính. Tuy lý do cho sự thân thiết giữa họ được đại gia giải thích khá khiên cưỡng và đem lại một khái niệm hoàn toàn mới về sự nương tựa của tình anh em họ, nhưng dù thế nào, chỉ có cách cúi đầu xin lỗi, may ra Hiền Hồ mới có một cơ hội mong manh nào đó trước công chúng.
ca sĩ Hiền Hồ công khai xin lỗi sau vụ ảnh thân mật với người có gia đình. Ca sĩ Hiền Hồ xin được nhận hết những lời chỉ trích dành cho mình và coi đó là bài học rất lớn trong cuộc đời mà bản thân phải dành nhiều thời gian để tự chất vấn. Cuối tháng 3 vừa qua, mạng xã hội tràn ngập hình ảnh ca sĩ Hiền Hồ có cử chỉ thân mật bên doanh nhân đã lập gia đình. Hiền Hồ cho biết cô đã suy sụp và khủng hoảng tinh thần sau khi vụ việc xảy ra. Tuy nhiên, nữ ca sĩ sinh năm 97 đã giữ im lặng và tới hôm nay cô lên tiếng trên trang Facebook cá nhân về vụ việc. Em cảm thấy vô cùng có lỗi, thất vọng với chính bản thân mình vì những chuyện đang xảy ra. Em là ca sĩ tự do, trong công việc chỉ có em và anh quản lý hỗ trợ lẫn nhau. Nên khi bị biến cố như vậy, em đã quá suy sụp khủng hoảng, không thể làm gì, đến nỗi đóng hết tất cả tài khoản mạng xã hội để khép kín mình lại. Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày em lo sợ không biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra. Hơn nữa, em phải dành sự tôn trọng riêng tư cho tất cả những người có liên quan, nên em im lặng chứ không phải vì em có ý định né tránh, cô giải thích. Tới thời điểm hiện tại, Hiền Hồ cho biết đã ổn định tinh thần để gửi lời xin lỗi tới những ai bị ảnh hưởng trong ồn ào tình cảm của mình, cũng như khán giả người hâm mộ. Cô thừa nhận đây là sai lầm của chính bản thân nên phải tự đối mặt và gánh chịu hậu quả. Em cảm thấy mình thật sự có lỗi và nợ những khán giả yêu mến em, những ai đã luôn ủng hộ và quan tâm em trong suốt thời gian qua và những ai vô tình bị cuốn vào câu chuyện này, một lời xin lỗi. Vì thế hôm nay em muốn đối mặt, muốn chân thành gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất đến những người có liên quan, gia đình, khán giả và các bạn fan yêu quý đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi câu chuyện cá nhân của em. Qua đó Hiền Hồ khẳng định sẽ nhận hết những lời chỉ trích dành cho mình và coi đó là bài học rất lớn trong cuộc đời mà cô phải dành nhiều thời gian để tự chất vấn và nhìn nhận lại bản thân. Là một nghệ sĩ trẻ, em cảm thấy mình đã chủ quan và có phần chưa chín chắn trong suy nghĩ và ứng xử, dẫn đến nhiều hệ lụy không lường trước được, những điều khủng khiếp mà em phải đối mặt trong suốt thời gian vừa qua. Em rất mong được sự thông cảm bao dung và lòng trắc ẩn của tất cả mọi người. Mong dư luận không đào sâu để không gây ảnh hưởng đến những người có liên quan, cô cho biết. Hiền Hồ là ai? Tiểu sử sự nghiệp và đời tư nữ ca sĩ. Ca sĩ Hiền Hồ sinh năm 1997 tại Đắk Lắk là gương mặt ấn tượng được kỳ vọng rất nhiều của thị trường âm nhạc Việt. Trong vòng một năm, cô đã sở hữu 3 bài hit được đông đảo cộng đồng mạng đón nhận. Hiền Hồ là nữ ca sĩ giành giải Á quân chương trình giọng hát Việt khi mới 20 tuổi. Cô theo đuổi dòng nhạc ballad với giai điệu trữ tình cùng ca từ sâu sắc, khiến hàng triệu trái tim xao xuyến. Hiền Hồ được ví như một nàng búp bê với mái tóc ngắn, đôi mắt to tròn trong veo, cùng khuôn mặt dễ thương, sở hữu giọng hát cao vút đầy mạnh mẽ và giàu cảm xúc. Tại lễ trao giải âm nhạc do The Music Awards tổ chức, Hiền Hồ đã xuất sắc nhận được giải nghệ sĩ mới của năm. 15 tuổi đã tự lập, 5 năm sau trở nên thành công trên con đường nghệ thuật. Nhiều nghệ sĩ Việt trước khi bước chân vào showbiz và trở nên nổi tiếng đã làm qua những công việc tay chân, làm thuê đủ nghề để kiếm sống. Ví như ông Hoàng Nhật Việt Đàm Vĩnh Hưng từng làm nghề cắt tóc, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong làm phục vụ bưng bê quán cơm, hay như nam diễn viên kim MC Quyền Linh từng là thợ rửa xe, lượm ve chai. Và trong đó có Hiền Hồ, cô cũng từng trải qua đủ nghề trước khi trở thành một ca sĩ tiềm năng như ngày hôm nay. Sinh ra trong một gia đình đông con, ba lại mất sớm, hoàn cảnh gia đình lại càng khó khăn hơn rất nhiều. Từ nhỏ, Hiền Hồ đã sống trong cảnh thiếu thốn tình thương của ba. Các anh chị của cô cũng làm đủ nghề ở nhiều nơi khác nhau. Nữ ca sĩ từng có khoảng thời gian ban ngày đi làm ở các phòng trà, ban đêm đi học tại trường văn hóa nghệ thuật Buôn Mê Thuột. Nhờ tiếp xúc với âm nhạc tại đây, cứ thế nhen nhóm nung nấu trong cô niềm yêu thích âm nhạc và khát khao được hát, và lấy đó làm mục tiêu phấn đấu của mình. Trước khi trở thành á quân cuộc thi giọng hát Việt 2018 và là chủ nhân của nhiều bài hit được giới trẻ biết đến, ca sĩ Hiền Hồ đã khiến 4 vị giám khảo tranh giành nhau vì màn trình diễn quá ấn tượng của cô với ca khúc mashup 2 bài hát Lặng Thầm Một Tình Yêu và Wrecking Ball. Ca sĩ Hiền Hồ từng tham gia chương trình Nhân Tố Bí Ẩn và Tiếng Hát Truyền Hình. Bước đầu thành công trên con đường âm nhạc mà mình ao ước đã mở ra cho Hiền Hồ nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp. Đối diện với những tháng ngày ấy, nữ ca sĩ đã tự mình phấn đấu, tự đối mặt với bao khó khăn khi không có người thân bên cạnh. Trải qua nhiều gian nan, đến ngày nay cô đã nhận được thành công khi các sản phẩm của mình được nhiều người đón nhận, trở nên phổ biến trong giới trẻ và là ca khúc quen thuộc tại nhiều quán cà phê, như bài Em Ngày Xưa Khác Rồi, Rồi Người Thương Hóa Thành Người Dân, ca khúc do chính tay cô sáng tác dựa trên trải nghiệm của bản thân, Đừng Nói Tôi Điên. Và mới đây, MV Cưới Nhau Đi kết hợp cùng với ca sĩ Bùi Anh Tuấn nhận được hơn 3,7 triệu lượt view, chỉ mới 2 ngày ra mắt
nhận được rất nhiều hiệu ứng tích cực từ khán giả. Sau 3 năm bước chân vào showbiz, thì mới đây nhất cô đã vượt qua lớp đàn anh đàn chị, kể cả giới indie hay underground, để trở thành người chiến thắng giải nghệ sĩ mới của năm tại The Music Awards 2018. Đây quả là một giải thưởng lớn rất có ý nghĩa đối với Hiền Hồ và giúp cô tạo nên một cột mốc vàng son trong sự nghiệp của mình. Không chỉ là người có niềm đam mê với âm nhạc, Hiền Hồ cũng là một tín đồ mê thời trang. Với vóc dáng thanh mảnh và cách phối đồ đa dạng, mỗi lần nữ ca sĩ xuất hiện đều rất thu hút ánh nhìn của mọi người. Mới đây nhất, Hiền Hồ tham dự chương trình Chạy đi chợ chi, nhưng đang trong thời gian bị đau dạ dày cùng với stress vì công việc, nên nữ ca sĩ có phần hơi đuối và thể hiện chưa được tốt cho lắm. Điều đó khiến cho giọng ca Cưới nhau đi bị che nhạt. Nhưng sau khi hiểu được lý do, mọi người đã động viên Hiền Hồ, mong cô nàng mau chóng khỏe mạnh và nghỉ ngơi thật tốt. Chuyện tình yêu ồn ào của ca sĩ Hiền Hồ. Thành công trong đấu trường âm nhạc giọng hát Việt, ca sĩ Hiền Hồ được nhiều người biết đến hơn. Cô nỗ lực cố gắng xây dựng tên tuổi cũng như chỗ đứng của mình. Tuy nhiên, chưa kịp ra mắt sản phẩm âm nhạc mới nào, giọng ca Đừng Nói Tôi Điên nhanh chóng vướng phải scandal tình cảm với ca sĩ đàn anh Subin Hoàng Sơn, người đang sở hữu lượng fan hùng mạnh nhất nhì showbiz Việt hiện nay. Sự việc này được phát hiện khi cả hai đang đi coi phim cùng nhau tại rạp với suất chiếu muộn. Dù đã cố che giấu, nhưng cuối cùng vẫn bị fan phát hiện. Ngay khi những hình ảnh bị bắt gặp được tung lên mạng, câu chuyện giữa họ bị phản đối dữ dội. Nhiều người cho rằng nữ ca sĩ trẻ này đang dựa hơi anh để kiếm fame, cho rằng cô không hề xứng đáng với thần tượng của họ. Trong lúc dư luận còn tranh cãi gay gắt, Subin Hoàng Sơn đã lên tiếng thừa nhận giữa họ đã có mối quan hệ tìm hiểu nhau, nhưng hiện tại chỉ là đồng nghiệp. Điều này càng khiến anh nhận nhiều gạch đá hơn khi sự việc mới vừa được phanh phui đã vội lên tiếng chia tay. Giữa tâm bão, một trang mạng đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi tiết lộ quá khứ của Hiền Hồ từng quen hai người đàn ông, nhưng sau khi có được sự nổi tiếng đã chia tay họ, và tiếp đó là hàng loạt hình ảnh nữ ca sĩ bị đào bới, bị đem ra so sánh và nghi ngờ cô có tham gia giao kéo. Nhưng các tin tức này chưa được kiểm chứng, cũng như không xác định được là đúng hay sai. Tuy vậy, nó cũng góp phần làm cho câu chuyện trở nên ồn ào hơn. Khoảng thời gian đó, nữ ca sĩ Hiền Hồ đã bị sốc trước những phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng mạng. Cô đã rất buồn bã, scandal này khiến hình ảnh của cô bị xấu đi trong mắt mọi người. Bỏ lại những tổn thương, những dị nghị, lời đồn thổi không hay về mình, Hiền Hồ đã tập trung cho sự nghiệp. Cô dần cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc chất lượng, được nhiều người đón nhận. Nữ ca sĩ đã thành công và gây dựng lại danh tiếng cũng như hình ảnh của mình đối với người hâm mộ bằng cái nhìn thiện cảm với chính con người và khả năng âm nhạc của cô. Ngày 10 tháng 7 năm 2019, sau khoảng thời gian dài êm ắng, Hiền Hồ comeback với sản phẩm âm nhạc đột phá Cần Sa. Với âm nhạc Future Past, Hiền Hồ đã lột xác với hình ảnh rũ rượi nhưng không kém phần mạnh mẽ, dứt khoát để xử tội một chàng trai trong tòa án. Nhưng cuối cùng khi màn phán xử kết thúc, cô gái lại đau đớn rũ rượi. Ngoài âm nhạc mới lạ hấp dẫn, Cần Sa còn mang đến cho khán giả một triết lý ý nghĩa trong tình yêu. Cần Sa người không xứng đáng để bớt đau khổ và dành tình yêu chân thành cho người sau.